kết đầu tiên đối đầu của trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Những đại diện đều vượt qua các lượt trận tứ kết một cách vất vả trên lượt đá luân lưu. Và trước khi bước vào những diễn viên chính thì chúng ta và hồi còi của trọng tài Hoàng Mạnh Cường cũng đã vang lên. Hiệp một trong trận bán kết giữa trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 9 bàn là kết quả mà Đại học Thủ đô đã. The Best là một bóng có lối chơi rất bài bản, dứt điểm. Thêm một cú đá từ xa. Cơ hội cho Hubes. Dứt điểm. Dứt điểm. Văn Duy. Đá chuyền một bóng nguy hiểm. Để phát huy vai trò tấn công của cầu thủ áo số 7. Thêm một cú đá bay. 1-0 cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Một trong những chân sút đang tạo ra rất nhiều những mối quan ngại cho mọi hàng thủ ở giải đấu năm nay. Trần Ngọc Khánh đã có được bàn thắng để giúp Best là đội tổ chức tốt hơn từ đầu trận. Và dĩ nhiên là bàn thắng đến đó cũng là một thành quả xứng đáng. Và bây giờ thì Thủ đô đã cho thấy bản lĩnh của mình. Không phải tự nhiên mà họ được góp mặt ở trận đấu bán kết một cách xứng đáng. Mất quá nhiều thời gian sau khi để đối thủ có được bàn thắng dẫn trước, khiến cho Lương Tiến Mạnh cùng với một cầu thủ chơi hàng phòng ngự của Hubert có kết quả với tỷ số 4-5 sau lượt đá luân lưu. Xoay trụ rất hay của phía Việt Anh. Dứt điểm ngay, không vào. Pha bóng nguy hiểm, không vào. Khánh ghi được 3 bàn trong 2 trận tại vòng bảng. Nhật Phong bắn nổi hướng của Hà Nội. Bàn thắng có phần may mắn. Đã có tình huống va chạm được diễn ra. Tác động thuộc về Vũ Việt Hoàng. Đội trưởng Đỗ Anh Đức là người đã phải nhận một tình huống ngã xuống, sau đó là có tác động bằng tay. Có thể đó chỉ là vô tình. Tiếp tục là khi sôi Nhật Phong. Dứt điểm. Lắc trọng. Chuyền đấy. Dứt điểm. Hai tình huống vận chuyển liên tục. Rất tiếc. Và bây giờ là phản công. Lan Tường. Một tình huống ngăn cản. Đắc Tùng. Đắc Tùng sút ngay. Bóng đi quá nhanh và thẳng qua hai chân của Nguyễn Chiến Thắng. Khánh đã ghi 2 bàn cho Hubest ở trong lượt trận bán kết này chỉ trong một hiệp đấu. Những pha lập công cho cả hai đội bóng trong khoảng thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Đây là một tình huống mà chúng ta thấy hàng thủ của Hubert đã thiếu đi sự chủ động. Còn đây là một pha bóng mà phía khung thành đối diện thì Thủ đô cũng không có được những phương án bố trí tốt nhất cho những tình huống chạy cột hai và những tình huống chạy ra tuyến hai. Còn có cả những cơ hội cho Thủ đô, không vào. Và giải tưởng không thành công của Nhật Phong.
và không có lỗi của các cầu thủ bên phía Hubert. Dứt điểm. Và... ngôi sao tỏa sáng nhất trong hiệp đấu đầu tiên này chính là Ngọc Khánh bên phía Hubert với cú hat-trick bàn thắng vào lưới của HNMU. Bốn hai đang là kết quả để khép lại hiệp một của trận này. Rất khó để thủ đô có thể duy trì điều này. Lỗi của Nhật Phong. Dứt điểm. Không vào. Dứt điểm. Hoàn toàn có đủ lý do để tạo ra được một thế trận vượt trội. Nhưng Bùi Thanh Bình sau khi có cơ hội bỏ lỡ với pha dứt điểm một chạm trước đó đã hoàn thành trong việc đánh bại Lương Tiến Mạnh một lần nữa trận này. Dứt điểm. Nhưng thế dẫn trước hai bàn lại được Hubert tái thiết lập nhanh chóng. Và đệm bóng của Hoàng Việt khi mà hàng thủ của các cầu thủ bên phía thủ đô đã không kịp kéo xuống. Pha xử lý một chạm nói là rất hay của Đắc Tùng. Và Việt Hoàng cũng có ngay một cú 3-1. Cơ hội Việt Anh. Trong những pha bóng rất dễ dàng thì Việt Anh cũng như Hubert đều không thể tạo. Không có lối thuộc về các cầu thủ của tình huống tác động của Ngọc Khánh. Ngọc Khánh dứt điểm. 6-3 dành cho Hubert. Rất thoải mái. Hubert càng đá càng hay. Càng vào những vòng trong thì họ lại càng thể hiện được cách chơi cực kỳ vượt trội. Pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 6 là Vũ Hải Tiến. Pha lập công thứ hai mùa này của Alama số 6. Nhật Phong. Cơ hội. Cơ hội. Không thành trống. Một chiến thắng không ở mức tốt nhất và có thể khiến cho thủ môn này mất nhiều thời gian để phản đoán. Văn Duy. Hoàng Việt dứt điểm. Một lần nữa thì chiến thắng đã lao ra nhanh. Đó là những cơ hội tiếp cận trước khi mà Hoàng Việt có cơ hội để ra chân sơ. Đối chuyển. Cơ hội. Tình huống trả thương. Đắc Tùng đường chuyền bóc cờ dành cho Trần Ngọc Khánh. 7-3. 4 bàn là khoảng cách mà Hubert đang tạo ra cho thấy sự vượt trội. Và đây là một trong những trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất từ đầu mùa giải tính đến lúc này. Nỗ lực là thuộc về Đắc Tùng với một đường dứt điểm. Tiến đạt sút ngay. Đã nằm trong tay của huấn luyện viên Phạm Minh cùng với các học trò.
Họ càng đá càng Thanh Bình dứt điểm. Làm tường. Cơ hội. Bóng không thắng được đường. Dứt điểm. Trò đã dày công tập luyện và chuẩn bị xuất một quãng đường dài cho Phú San HD.